8 giờ sáng tại phòng tiếp nhận hồ sơ trả kết quả Bảo hiểm xã hội thành phố Vinh. Rất đông người dân đến làm thủ tục tại đây đều cảm nhận được có những đổi thay tích cực. Thời gian chờ đợi được rút ngắn. Hầu hết các thủ tục đều được giải quyết ngay tại phòng tiếp nhận. Số lượng giấy tờ cần kê khai ít hơn trước rất nhiều. Những đổi thay này là thành tựu của các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, đáng ghi nhận là hệ thống một cửa điện tử tập trung được triển khai từ đầu năm 2017 và phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử 3.0 triển khai vào tháng 9 vừa qua. Từ khi mà được cài đặt cái phần mềm tiếp nhận hồ sơ, thứ nhất là về cái thời gian thì nó cũng được làm nhanh hơn, rút ngắn hơn. Cái thứ hai đối với người dân thì cũng là thuận tiện, đó là khi đã vào phần mềm thì cái in ra cái giấy hẹn và cán bộ thì không được quyền là tác động vào cái ngày hẹn đó. Vì vậy cũng là buộc anh em là phải đẩy nhanh tiến độ và làm nhanh. Tính đến tháng 11 năm 2017, toàn tỉnh có hơn 2,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp. 11 tháng, toàn ngành giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho hơn 94.000 lượt người, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 4,3 triệu lượt người. Đây là khối lượng công việc rất lớn, nếu làm thủ công thì thời gian sẽ kéo dài, chất lượng công việc hạn chế. Từ thực tế này, ứng dụng công nghệ thông tin được ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An xác định là một trong những mũi nhọn đi đầu. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định bảo hiểm y tế thì đến thời điểm này cái hệ thống giám định đã triển khai ở Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đứng đầu trên toàn quốc trong công tác chuyển dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên hệ thống giám định. Trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã triển khai thành công nhiều ứng dụng hữu ích cùng nhiều ứng dụng nghiệp vụ khác. Công nghệ thông tin là cánh tay phải đắc lực, góp phần quan trọng mang lại những bước tiến mạnh mẽ cho ngành bảo hiểm xã hội toàn quốc nói chung và Nghệ An nói riêng.